diễn viên Hài Huỳnh Phương vừa công khai mối quan hệ tình cảm với Sĩ Thanh sau nửa năm tìm hiểu, hẹn hò. Trước khi yêu nữ nghệ sĩ lớn hơn 6 tuổi Sĩ Thanh sinh năm 1986 phóng viên, Huỳnh Phương đã được nhiều khán giả biết đến khi hoạt động lâu năm ở nhóm Hài Phát. Từng được đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp nhưng không hữu ích thế ngoại hình, Huỳnh Phương dùng chính điểm yếu ớt của phiên bản thân để mang lại tiếng cười cho công chúng dù vào vai chính diện hay phản diện. Ngoài những vai diễn ngô nghê, có cuộc sống tớ trêu, không ít lần nam nghệ sĩ có gương mặt buồn cười khi không cười tự tin đảm nhận những vai giả gái. Các nhân vật mà Huỳnh Phương từng góp vai khá phong lưu như cô nữ sinh, thư ký, gái làng mạc chơi. Khoảnh khắc Huỳnh Phương mặc nội y và đội tóc giả được cư dân mạng bình luận là vừa vui nhộn vừa xấu đau đớn. Những bức hình Huỳnh Phương để nguyên kiểu tóc ngắn và khoa dáng khi mặc áo dài trắng thước tha từng thú vị nhiều bình luận sôi nổi của cư dân mạng. Chị Hằng Nga phiên bản do Huỳnh Phương thủ vai. Và lần lột xác điệu đà, nữ tính đến bất ngờ.